Các bạn muốn mua ạc Liên Quân Uy tính giá rẻ, chi gặp ngay shop funnygame.vn. Ủa dạ dạ, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Boss Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây, Boss Gaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây, đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Hi, ok, hello anh em đã đến với cái trời neo của mình nha. Đây mình là Boss Game TV nha anh em ơi. Đấy, ok, thì cái video ngày hôm nay mình vừa nhận được yêu cầu ý tưởng của anh em và con cô bác rất là chi là nhiều luôn. Đó bình luận mình dí cho mình nghe. Thì cảm ơn yêu cầu của anh em rất nhiều nghe. Anh em có yêu cầu gì ý tưởng gì mới nữa thì nhớ bình luận mình dí nghe. Đó, ok, cái video ngày hôm nay sẽ là về top 5 cái xạ thủ mà nó quýnh cái hút cái con rồng bạo chúa mà quật con rồng bạo chúa bao nhiêu giây nha anh em ơi. Đấy, thì ở vị trí đầu tiên của chúng ta không ai khác chính là nữ hoàng Teo Anat. Mỗi cái vị tướng thì mình chỉ lên một cây cung phụ như thế thôi nha bà con ơi. Để coi sức mạnh của vị tướng Teo như thế nào mà đứng được ở vị trí top 5 đây. Mình nghĩ sắc chi là bá đồ đấy. Ok, ok, để coi sức mạnh như thế nào nha. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em ấy. Đây, để coi ở vị trí top 5 Teo sẽ như thế nào. Mỗi cái vị tướng thì mình chỉ lên một phần của cây cung thôi. Thì Teo Anat là một vị tướng mà nó xuất hiện đầu tiên trong clip ngày hôm nay của mình. Teo Anat là một cái vị tướng nào nó bắn nó cường quá cái chiêu 1, kể cả cái chiêu 2 nó bắn chậm, chiêu cuối thì nó bắn miễn nhiễm khống chế thì cực kỳ ok luôn em à. Bởi vì Teo ngày hôm nay thì mình đã phải cho cái vị tướng cái bà nội đi vô góp mặt mới được, chứ không cho bà vô góp mặt là bà bắn cây cung tét cái đít nữa mới công nữa, đúng không? Bà vô bắn cây cung cái là cấm vô đít cái là thôi rồi là bơi luôn. Đấy, khi hoàn thành xong nhiệm vụ của nàng Teo Anat đứng ở vị trí top 5 của chúng ta chỉ với 21 giây thời gian thôi, số đẹp quá trời. Xấu quá trời đẹp luôn, bởi vì đứng ở vị trí top 5 dành cho cô nàng này luôn. Đó, một vị xạ thủ đầu tiên cũng đã lộ diện rồi nha. Không biết ai sẽ tiếp theo đây. Trời ơi, con quỷ này đầu tiên lộ diện rồi. Không biết ai tiếp theo nè. Ồ, đấy, tiếp theo nào ở vị trí top 4 của chúng ta không ai khác chính là quỷ cầm hai cây súng khứa này đẹp chứ. Cầm hai cây cung luôn. Để coi sức mạnh nó như thế nào nha. Cầm hai cung mở lên cây cung. Trời ơi, nãy bay cả trưởng. Để coi sức mạnh nó như thế nào mà đứng ở được ở vị trí top 4 nha bà con. Coi coi bắn nẻ gồng bao nhiêu phát nè, nẻ gồng lủng không? Liệu gồng nó có lủng qua lủng lại không? Đây, để coi sức mạnh nào nằm ở vị trí top 4 như thế nào nè. Trời ơi, Lavi, một anh chàng nước suối. Trời ơi, cầm chai nước suối uống Lavi đấy. What the fuck? Đây, để coi khứa này. Thể hiện đi, để cho anh em đấy đi chứ hả? À, cái gì huynh đài này bắn cái con chiêu cuối vô gồng có thốn đâu mà quỷ. Ui giời, đẹp vãi gì. Đu cái chiêu cuối bây giờ đẹp vãi trưởng anh em. Ờ, cái quỷ huynh đài này bây giờ có cái chiêu cuối đẹp vãi cả trưởng vậy. Ok, cái tốc độ đánh của cái vị tướng này thì nó bắn liên thanh như thế này thì cực kỳ ok và tuyệt vời anh em ba. Đó, anh em thấy chưa? Cái quỷ huynh đài này bắn quá trời bắn luôn mà không biết khi kết thúc bao nhiêu giây đây. Mà đứng đợi vị trí này đây, đó cái việc nẻ gồng vậy thôi. Đây là một vị tướng xạ thủ mà cuối game thì anh em biết vào thì cái tỷ lệ thắng lên tới đâu tới 70% là anh em ạ. Bởi vì cho cái mặt ở đây luôn. Chỉ với 20 giây thời gian vị tướng Lavi của chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình ở vị trí top 4 này. Hơn ở vị trí top 5 giây, ở nhiều thế ghê. Hơn bà nội kiên giây, còn ông cố nội này 20. Nhiều quá nhiều luôn quý ai già, thật là khốn nạn đó chứ hả. Sống hiền lành như vậy. Cái vị tướng quá trời bá đạo luôn. Vậy là hai cái vị xạ thủ đầu tiên cũng đã lộ diện rồi nè bà con ơi. Không biết ai
Sức mạnh đi em gái à. Trời ơi trời, sức mạnh của mình khi đi gần là mạnh lắm đúng không? Bình thường con cáp nó đem vào đi gần thì thục hai ba nháy cái là thôi rồi đó, những cái con máu giấy thì thục hai phát, một phát nửa cây máu, trời ơi, trời đó, mỗi phát là 1.000 chữ mạng nè, như thế thì thứ gì chịu nổi. Ừ, của sách thương chuẩn nữa kìa, trời ơi, phê vải phê như con tê luôn. Rồi 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 rồi, sắp xong con gồng, sắp xong con gồng luôn rồi, xong mẹ nó rồi, còn sắp gì đâu nội. Chỉ với 14 giây thì cô nàng cáp Fenrir của chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở vị trí áo quân của mình. Ở cái vị trí này là vô cùng tuyệt vời và hợp lý dành cho cô ấy luôn anh em à. Trời ơi trời, cáp quá trời bắn luôn mà nội ơi. Bắn như chưa từng được bắn như không. Trời ơi trời, bắn ghê quá. 40 tướng AD đầu tiên lộ diện rồi má, toàn là AD mạnh thiệt chứ. Ok, tiếp theo ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta là anh chàng thích chơi chim éo sù, éo cái sù đó này, để coi sức mạnh của nó như thế nào mà đứng được ở vị quán quân này. Bình thường này nghe sù nó đâu được ở vị trí gì đâu, anh em được mệnh danh hơn cho quỷ này là vị tướng tù nhất liên quân mà, thì để coi sức mạnh nó như thế nào, liệu có chuộc lại lỗi lầm ở trong quá khứ hay không mà đứng được ở vị trí quán quân top 1 éo sù đây. Chờ quýnh gồng để coi quỷ khứa này quýnh gồng bao nhiêu giây, mà thằng này nó có cây cây súng bắn tẻ nè, bởi vậy nản gồng quá trời, nản cái hét sọt hét sọt hét sọt sọ vàng không đó mấy con.